Vâng, chào các bác nhé. Đây là cặp loa 4312 MK2 Castro Monitor. Cặp này series là 254 và 255 nha. Series liền kề, đúng cặp, em về cặp nào cũng là đúng cặp hết nha. Đẹp trên 95-97% luôn nha các bác. Đây các bác cùng xem, vuông thành sắc cạnh, không một vết cắn luôn nha. Vì những cặp này em dặn đóng hàng thùng xốp về rất là kỹ, nên độ đẹp đạt tiêu chí là cao nhất. Đấy. Hai cặp trước thì về cặp nào lên đường cặp nấy rồi các bác. Nay về tiếp tục là những cặp đẹp cho các bác nha. 4312 MK2 Castro Monitor. Dòng loa đến từ California, USA. Là dòng mà MK2 thì nó là liên được thiết kế là mạch xanh và canh xanh nha, đẹp chân rồi. Không trượt vào đâu được. Loa thì rất là đẹp, chỉ thiếu mỗi xốp thôi các bác. Nó sử dụng cấu hình là bass 30, một mic, một chép dom nha. Và hai vi tinh chỉnh cho dải mic và dải chép, lo rất là đẹp. Cặp này là 254 và 255 nha các bác, 254-255. Các bác thấy lo mic này. Đấy, đặc trưng của dòng 4312 nó sử dụng chép dom nha. À, chép dom là phía trước nó một cái nâu bền thép và bóng lưỡng nha các bác. Đây. Tem cờ là treo là còn nguyên. Hay là bụi bãi này các bác. Về thối bụi thôi. Phần phay này sáng tròn luôn này các bác, ốc ác rồi, đẹp ngất ngay luôn nha. Đấy, là bát là bát 30, gân vải tẩm dầu, gông sắc nét. Đây là dòng loa vừa nghe nhạc vừa trưng bày nha bác. Nó là dòng loa kim âm nên là ba dải nó cực kỳ chuẩn nha, bát chép đồ rất là chuẩn. Đây là các bác nghe nhạc vàng và nhạc tiết tấu nhanh như là nhạc đen đều trải nghiệm rất là tốt. Nếu các bác nào mà thích nghi đa thể loại nhạc thì mình sử dụng những dòng loa này. Loa JBL thì cho chúng ta một chất âm chính xác, bass chép mic ra chuẩn, nghi tiết tấu nhanh được nha các bác, và nhạc vàng đều trải nghiệm rất là tuyệt vời. Giúp với những dòng âm ly Luckman, Bühner, Marantz, vân vân, Acouphase. Đây là tổng quan này các bác, tổng quan phía trước. Khi các bác nhìn thấy em nó là tháo cái keng ra. Rồi em đi vào thùng vắt luôn để các bác cùng xem. Các bác nhớ giúp em là cặp này series là 254 và 255. Nếu các bác mình xem cặp này và yêu thích cặp này thì alo cho em. Và nếu mà xem mà thích mà còn em bán mắc thì các bác có thể liên hệ cho em và em gửi cái video để các bác cùng xem với cặp khác nếu còn. Đấy. Đây các bác cùng xem nha. Vuông thành sắc cạnh đấy nha các bác. Này, tổng quan. Nó là vân thùng gỗ lạng nha các bác, thùng gỗ lạng nha. Đây có thấy sới cây này. Rất là đẹp. Dòng mắt 2 là dòng nâng cấp của từ những cái series 4312 trơn, AB, vân vân, C. Đây là cạnh phía bên tay trái tiếp theo này các bác. Đây, tổng quan. Thùng gỗ lạng nên các bác trưng bày phòng khách nó đẹp. Với những đèn nhà bác, tất cả các bác thì đều sử dụng đồ gỗ thì để những cặp loa này nó rất là hợp nha. Phía sau của nó thì các bác sẽ có được cái trạm loa, trạm đồng nha bác, trạm đồng nha, trạm đồng bắp chuối. Các bác thì sử dụng mỏ chim mà cách vặn ra nha, rất là đẹp, gọi là kiến công luôn, đẹp không điểm trừ được đó. Xin chào tất cả các bác, đây là dòng loa cao cấp, dòng loa hi-fi nha các bác. Cũng vẫn là series 4312 nhưng mà nó là dòng XS nha. Với cấu hình là hai lỗ thông hơi phía trước. Keng nó là keng màu xanh nha các bác, keng màu xanh nha, keng màu xanh. Đây là thiết kế đời cao của dòng 4312. Các bác thấy tuyến loa rồi. Rất là cao cấp. Vẫn là bass 30, một mic nhưng mà cái mic trên dòng XS này nó là lỗm nha các bác, đập lỗm nha. Gân cu su, chép dom. Hai vi tinh chỉnh phía trước, lo đẹp xuất sắc nha các bác. Đây, còn hai gồng lo này, tiếng lo. Hai lỗ thông hơi thì nó sẽ tạo ra tiếng bass mạnh mẽ hơn. Ở những đời là 4312 A, B, C, M, K2 trước thì nó chỉ là một lỗ thông hơi thôi. Và con này là con XS đời 2N đời cao, nên là được trang bị và thiết kế đẹp và gọn gàng. Và hai lỗ thông hơi phía trước, e-keng màu xanh.
Và hiện tại em Chiến đang giao các bác một cặp loa 4312XX dòng đời cao, các bác vừa nghi vừa trưng bày, cực kỳ sang và đẳng cấp. Đây các bác có thể xem được khi em nó trưng bày này. Vừa trưng, vừa sang trọng, vừa tiếng hay. Đối với em này các bác tiếp với những dòng âm ly 2E như là Lukman 505, 507 hoặc là 503X vân vân, hoặc là những dòng âm ly Lukman cổ chạy sổ sách 308, 309 vân, và dòng Sansui Pioneer có công suất khoảng 150W trên của âm ly 150W là grip tốt những dòng loa của JBL. Rất đẹp nha các bác. Dòng này thì nó sang các bác. Giá là 28.500 nha, bao gồm phí ship, bác nào chuyển khoản đủ bớt 300.000 là còn 28.200 bao ship. Giá bên em bán giá là tốt nhất cho các bác với độ đẹp và xuất sắc loa. Đặc trưng của dòng XS này là cái vân gỗ nó như thế này nha các bác, nó chỉ một mèo gỗ như thế này thôi. Đây, sau đây em quay cạnh phiên trái để các bác xem này. Đây, khung thành sát cạnh hết nha. Đấy, tổng quan phía bên tay trái. Quay để các bác cùng xem thôi, chứ lo này đẹp keng hết nha, không cắn mốp gì hết, nói chung là lo đẹp xuất sắc từ A tới Z. Bác nào lấy alo cho em nha. Tất cả là vuông thành sát cạnh. Thì đời cao thì nó phải sử dụng những cái gì cao cấp hết các bác, vẫn là trạm đồng, trạm đồng bắp chuối nha. Những đời này là trạm đồng hết chứ không, trạm đồng hết. Đây, sử dụng trạm đồng phải nha. Như con MK2 đó các bác, như con 4312MK2, nhưng mà XS thì nó cao cấp hơn nha. Con 4312MK2 thì bên em vẫn có hàng và giao các bác là 25.500. Còn con 4312XS này á thì giá là 28.500 nha. Nó đắt hơn 3 triệu so với con MK2 nha các bác. Rồi đời là đời cao hơn, đời 2N rồi, Hi-Fi rồi. Bác nào muốn chốt em này thì alo cho em nha, chỉ có một cặp duy nhất là 28.500. Liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 77027 nha.